ra đây là lý do Kelvin Khánh không còn đi hát nữa. Chưa hát được một câu là đã bị khán giả cướp nguyên bài. Thời kỳ đỉnh cao, Kelvin Khánh được khen ngợi hết lời vì khả năng ca hát cùng chiếc visual cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Nam ca sĩ có lượng người hâm mộ cực kỳ hùng hậu và đặc biệt là bài nào của nam ca sĩ thì khán giả cũng đều thuộc nằm lòng. Vừa mới rào với fan là bài này mới, để anh hát chất cho mà mới cất giọng hát được hai từ là fan đã giành hát hết luôn. Đến độ nam ca sĩ cũng phải quạo ngang, được cái là fan hay tài lanh, tài lẹ nên mới thành ra hát được câu cái. Thích cái cách ảnh bị fan cướp lời mà vẫn cực ôn nhu, đưa mic cho fan hát. Cái khoảnh khắc anh ấy ngồi nhìn fan hát trong sự bất lực mà fan thì cứ mắc cười mãi thôi. Nội tâm Kelvin Khánh khúc này là kiểu, rồi có cho tôi hát không mấy bà, mang tiếng đi hát mà chẳng hát được câu nào cả, dỗi dễ sợ. Mây có để cho ông hát không? Tính ra bây giờ Kelvin Khánh nghỉ hát là do mí bà á nha mí bà, gì mà dành hát hết rồi còn đâu. Hồi đó dành bây giờ muốn ổng hát cho nghe cũng không có, không tốn sức mà vẫn có tiền là đây, cứ hát mấy bài khán giả thuộc là ok. Đã nói đúng lại còn nói to, thì ra không phải anh ấy nghỉ hát là để tận hưởng cuộc sống, mà nguyên nhân sâu xa rất có thể là do ảnh áp lực vì đi diễn mà bị fan dành hát không chật nhịp nào đấy. Hồi xưa Kelvin Khánh cũng là thành viên kỳ cựu trong Hội Người Nhàn Việt Nam đấy nhé. Đi hát là phụ thôi, còn mục đích chính chắc là ảnh đến để nghe fan hát cầm mic cho fan. Kể cũng sướng ra phết mọi người nhỉ, đã đi diễn không tốn sức rồi mà tiền cát-xê thì vẫn nhận đều đều. Hồi xưa thì dành cho cố, nay muốn nghe Kelvin Khánh hát cũng là chuyện khó nha mấy bà. Giờ là ảnh đang rất enjoy cái moment ở nhà với vợ, chơi game, du lịch muôn nơi đồ đó. Hàng loạt những clip thời còn chạy sâu nhiệt tình của Kelvin Khánh cũng được Giang Cư Mận lục lại. Quả nhiên thời hoàng kim của nam ca sĩ khiến fan cũng phải hoài niệm vì quá đỗi rực rỡ. Đậm chất nam ca sĩ đa tài của làng nhạc Việt, anh chàng vừa có thể hát, nhảy, chơi nhạc cụ và cả sáng tác nữa. Thêm cái visual sáng mừng cỡ đó thì bảo sao fan nữ cứ phải gọi là bu đen bu đỏ, si mê như điếu đổ. Đã không đi diễn thì thôi, chứ mà đã đi diễn là anh ấy lại gây náo nhiệt cả một vùng. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì nam ca sĩ quyết định tạm gác lại sự nghiệp để làm chồng full time, cùng khởi mi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc chỉ hai người khiến fan tức hùi hụi. Thôi thì anh ấy cũng thấu được nỗi lòng của người hâm mộ nên lâu lâu cũng phục vụ văn nghệ trên livestream của vợ. Tôi là túi mấy bạn lắm, tôi mới hát cho chứ không giờ tôi đi show mắc lắm á. Ở bên kia bầu trời giờ đêm chất tan lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ em đêm. Dù có nghỉ hát nhưng trình độ ca hát của anh ấy vẫn không hề bị hao mòn đi chút nào. Với hàng loạt những điểm sáng từ tài năng đến nhan sắc, Kelvin Khánh được fan mong chờ sẽ sớm comeback làng nhạc Việt trong tương lai. Bạn có cùng suy nghĩ này không? Chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.